Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu. Bạn có biết vitamin C trong quả ổi nhiều gấp nhiều lần so với quả cam? Và Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về vitamin C. Và thứ hai, tìm câu trả lời. Hàm lượng vitamin C trong quả ổi nhiều gấp nhiều lần so với quả cam. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Các bạn thân mến, vitamin C dường như khá thân thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta. Và ai cũng biết rằng vitamin C khi bổ sung vào cơ thể thích hợp sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa một số bệnh cảm cúm cũng như bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Và trong thời buổi hiện tại thì các mọi người luôn tìm đủ mọi phương pháp để bổ sung vitamin C cho mình. Nhưng để sử dụng như thế nào là đúng, để tránh trường hợp thừa hay thiếu vitamin C thì chúng ta sẽ tham khảo cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, khái quát về vitamin C. Vitamin C hay còn gọi là acid ascorbic là một trong những vitamin tan trong nước. Nó đóng vai trò là một chất chống oxy hóa tuyệt vời cho cơ thể, hạn chế những gốc tự do tấn công. Gốc tự do được sinh ra, nó là những cái hợp chất do qua cơ thể của chúng ta chuyển hóa những thức ăn mà mình ăn vào đó để tạo thành năng lượng. Thì ngoài ra, gốc tự do còn được tìm thấy do chúng ta tiếp xúc với nắng mặt trời, hoặc là môi trường bị ô nhiễm, hoặc là bạn đang hút thuốc lá, hoặc là bạn tiếp xúc với môi trường có nhiều khói thuốc lá, vân vân. Thì những gốc tự do sẽ hình thành và tấn công vào cơ thể của các bạn. Thì vitamin C trong trường hợp này nó sẽ đóng vai trò là giúp cho cơ thể tổng hợp collagen để giúp bảo vệ và làm khỏe các tế bào. Thì ở trường hợp này, nếu như cơ thể của chúng ta không đủ vitamin C hay lượng collagen thì như thế nào? Thì liệu pháp tuyệt vời cho các bạn có thể tham khảo viên uống Orinel Collagen từ bên trên, một giải pháp để chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sắc đẹp một cách hoàn hảo nhất bạn nhé. Đây được xem là một món quà tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp của các bạn đó. Nói đến vitamin C thì chúng ta không thể nào bỏ qua những tác dụng có lợi được. Trang sẽ điểm danh sơ lược cùng các bạn nhé. Đầu tiên là nó tốt cho hệ thống miễn dịch bởi vì nó ngăn ngừa được một số bệnh cảm cúm thông thường. Tiếp đến đó chính là vitamin C sẽ tăng cường hấp thụ sắt trong cơ thể, hạn chế tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tiếp đến, vitamin C sẽ giúp cho bạn tăng cường thị lực, hạn chế tình trạng thoái hóa điểm vàng. Tiếp đến là vitamin C nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là sự hình thành và phát triển các khối u trong cơ thể của các bạn. Vitamin C sẽ giúp cho bạn kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể một cách tốt nhất, từ đó ngăn ngừa được các bệnh lý về tim mạch. Vitamin C còn tuyệt vời cho cơ thể bằng cách là chất chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Thì đó là những tác dụng tuyệt vời mà vitamin C mang đến cho các bạn. Nói chung nó còn rất nhiều những tác dụng nữa, nhưng ở đây chúng ta chỉ điểm danh sơ lược thôi bạn nhé. Về việc sử dụng vitamin C thì cũng cần phải có nhu cầu. Có nghĩa là tùy thuộc vào từng độ tuổi mà cái hàm lượng vitamin C bạn đưa vào cơ thể nó sẽ khác nhau. Cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ điểm danh vào với Trang nhé. Thì trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi sẽ cần là 40mg vitamin C. Trẻ từ 7 đến 12 tháng sẽ cần 50mg vitamin C. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi sẽ cần 15mg vitamin C. 4 đến 8 tuổi thì sẽ cần 25mg vitamin C. 9 đến 13 thì sẽ cần 45mg vitamin C. Thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi sẽ cần từ 65 đến 75mg vitamin C. Người trưởng thành sẽ cần từ 75 đến 90mg vitamin C. Phụ nữ mang thai 85mg vitamin C. Phụ nữ cho con bú 120mg vitamin C. Thì đây là cái nhu cầu vitamin C theo từng độ tuổi để chúng ta bổ sung thích hợp vào cơ thể của mình. Bởi vì cơ thể của bạn ít nhất phải đảm bảo đủ cái hàm lượng vitamin C cần thiết này.
Và một điều quan trọng mà chúng ta cần biết đó chính là nếu như bạn bổ sung vitamin C từ cái hàm lượng là từ 30 đến 180mg trên một ngày thì cơ thể của bạn sẽ hấp thụ từ 70 đến 90%. Còn nếu như bạn bổ sung từ 1g trở lên đó thì cơ thể của bạn chỉ hấp thụ được là 50% cái hàm lượng vitamin C cần thiết mà bạn đưa vào cơ thể thôi. Còn lại thì nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Mà nếu như cơ thể của các bạn bị trục trặc, việc đào thải ra bên ngoài gặp sự cố thì vitamin C sẽ bắt đầu tích lũy bên trong cơ thể của bạn. Và khuyến cáo là không nên dùng quá 1g và kéo dài, bởi vì nó gây ra rất nhiều những cái tác dụng phụ. Thì điển hình nhất là trên hệ tiêu hóa gây cho bạn tiêu chảy, buồn nôn, bạn mệt mỏi, bạn chán ăn. Thì nếu như tích lũy quá nhiều thì nó sẽ lắng lại cái tinh thể oxalat và urat thì nó sẽ tạo nên sỏi. Và có rất nhiều những bệnh lý khác được chứng minh là do việc thừa vitamin C trong cơ thể các bạn nhé. Thì nếu như bạn muốn bổ sung vitamin C vào cho cơ thể thì các bạn có thể tham khảo cái bản mà Trang vừa nêu đó. Và cái liều tối đa để sử dụng vitamin C đó chính là trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì 400mg vitamin C trên một ngày. Từ 4 đến 8 tuổi là 650mg vitamin C. 9 đến 13 là 1200mg vitamin C. 14 đến 18 là 1800mg vitamin C. Và người lớn, người trưởng thành đó thì sẽ là 2000mg vitamin C. Mà không cần thiết để chúng ta bổ sung cái một hàm lượng quá lớn như thế này đâu. Chỉ cần bổ sung cái nhu cầu cần thiết cái hàm lượng vitamin C mà trên nêu ban đầu là đủ cho cơ thể rồi bạn nhé. Chứ không phải cứ bổ sung rất nhiều C vào cơ thể với mong muốn là cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch, không có đâu. Bởi vì trong cái tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp thì nay thì mọi người luôn muốn là bổ sung cái hàm lượng vitamin C cần thiết vào cơ thể của mình để tăng cường sức đề kháng, để khỏe mạnh hơn. Có rất nhiều người gọi đến Trang và nhờ tư vấn rằng là em ơi hoặc là chị ơi, cháu ơi, là uống vitamin C mỗi ngày với hàm lượng 1g hoặc là uống nhiều hơn thì có tốt cho sức khỏe hay không? Bởi vì sợ dịch bệnh quá, bởi vì muốn tăng cường sức đề kháng ngày nào cũng uống như vậy hết thì có tốt hay không? Thì câu trả lời là chúng ta không nên uống nhiều như vậy. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống khoảng 500mg vitamin C là được rồi. Kèm theo đó là chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập nữa. Và không nên dùng kéo dài, bởi vì dùng dài ngày thì sẽ không tốt. Một tuần đối với những người khỏe mạnh thì chỉ uống từ 2 đến 3 lần là được rồi. Còn lại những trường hợp bệnh lý thì chúng ta sử dụng vitamin C như thế nào thì theo liều lượng mà bác sĩ đã chỉ định cho bạn nhé. Và việc thiếu hụt vitamin C trong cơ thể có nghĩa là bạn dung nạp không đủ hoặc cái mức vitamin C dưới 10mg trên một ngày thì sẽ dẫn đến tình trạng là bệnh scorbut. Có nghĩa là làm cho bạn chảy máu trong răng, bạn dễ sưng ở cơ thể, răng của bạn dễ lung lay, dễ bị mất răng, cũng như các bệnh về viêm khớp, thiếu máu do thiếu sắt nạp. Thì nó kéo đến rất nhiều những bệnh lý, bạn sẽ thấy da của mình xuất hiện những cái vết bầm, những cái vết tròn màu đỏ hoặc là những cái vết bầm tím đó. Thì chúng ta xem lại coi việc ăn uống của mình có đầy đủ những dưỡng chất hay không. Bởi vì những đối tượng sau đây rất dễ thiếu vitamin C. Đầu tiên đó chính là những người bị hút thuốc lá hoặc là tiếp xúc với môi trường khói thuốc lá quá nhiều. Thì cần phải bổ sung vitamin C rất nhiều, nhiều hơn những người bình thường. Mỗi ngày là 35mg vitamin C cộng với nhu cầu vitamin C cần thiết theo độ tuổi nữa. Bởi vì cơ thể của bạn cần cái hàm lượng vitamin C đủ để chống lại những cái gốc tự do, những cái chất độc gây hại cho cơ thể, cũng như điều chỉnh lại những cái tế bào, sửa chữa tổn thương các tế bào trong cơ thể của mình. Đặc biệt là những người hút thuốc lá thì thiếu hụt collagen cũng như là vitamin C ở phổi rất là cao, cho nên là phải bổ sung một cách tối đa vào cơ thể. Tiếp đến là trẻ em dưới 1 tuổi mà được ăn sữa bò thì chúng ta nên nhớ là việc ăn sữa bò như vậy mà đun lên hoặc nấu sôi đó thì nó sẽ thiếu hàm lượng dưỡng chất, đặc biệt là vitamin C. Nó rất là ít mà nấu lên thì nó dễ bốc hơi, nó mất đi nữa. Thì nên cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì tốt nhất cho sức khỏe. Những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm hoặc là môi trường hóa chất, những người mà gặp vấn đề về rối loạn hệ tiêu hóa nè, cũng như kém hấp thu
đang điều trị ung thư hoặc là bị ung thư, hoặc là những người đang chạy thận nhân tạo, thì việc bổ sung vitamin C rất là cần thiết. Nói chung thì đó là những cái khái quát mà Trang muốn chia sẻ về vitamin C để mọi người sử dụng đúng, an toàn và hiệu quả nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, tìm câu trả lời. Hàm lượng vitamin C trong quả ổi nhiều gấp nhiều lần so với quả cam. Thì từ ngày xưa tới giờ mọi người cứ mặc định trong đầu của mình là nói đến vitamin C là phải nói đến cam, chanh, quýt, bưởi, bởi vì nó đã quen thuộc trong cái suy nghĩ của mọi người và mọi người luôn khẳng định những cái chất đó là nhiều vitamin C nhất. Thì không, trong quả ổi như thế này chứa rất nhiều vitamin C. 100g ổi nó sẽ cung cấp cho bạn là 228mg vitamin C. Còn 100g quả cam thì nó sẽ cung cấp cho bạn là 50mg vitamin C. Vậy quả ổi nó sẽ gấp 4 lần so với quả cam. Hàm lượng vitamin C trong quả ổi cực kỳ dồi dào. Thì lúc bắt đầu Trang học ngành dược á, thì cô giáo dạy dược liệu đó nói rằng là vitamin C trong quả ổi rất là cao và nó được xem như là một trong những cái nữ hoàng về vitamin C để chăm sóc sắc đẹp và giúp cho da dẻ của các bạn trở nên hồng hào và cung cấp cái khoáng chất, những cái vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp cho chúng ta ngăn ngừa những gốc tự do tấn công và bảo vệ cơ thể một cách tốt nhất. Thì chúng ta có thể sử dụng quả ổi để ăn trực tiếp nè, hoặc là bạn có thể ép lấy nước uống thì nó sẽ bổ sung nhiều cái hàm lượng C hơn. Và cái hàm lượng vitamin C nhiều nhất là nằm ở cái phần vỏ, cho nên là chúng ta mua về rửa sạch, ngâm qua nước muối, hoặc là có máy sục ozone để chúng ta rửa trái cây đó, thì chúng ta rửa kỹ đi để chúng ta giữ lại được cái phần vỏ và chúng ta ăn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ ăn như thế này để cung cấp đầy đủ những dưỡng chất và đặc biệt là hàm lượng vitamin C dồi dào từ quả ổi. Người Trang rất thích ăn như thế này bởi vì nó rất là ngon. Ổi mùa này ngọt lắm mọi người nhé. Rất là ngọt. Thì bên cạnh quả ổi chứa nhiều vitamin C như vậy thì những loại trái cây khác cũng cực kỳ giàu hàm lượng vitamin C, ngoài cam, chanh, quýt, bưởi ha nhé, như là ớt chuông nè, dâu tây, quyệt quất, cherry, hoặc là bạn sử dụng như là khoai tây, khoai lang, các họ nhà rau cải, mồng tơi, rau đai, vân vân, cực kỳ giàu hàm lượng vitamin C để đưa vào cơ thể của mình. Hãy chọn cho mình những thực phẩm giàu vitamin C, bởi vì những thực phẩm mà bạn cung cấp từ khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày không những chứa vitamin C mà còn rất nhiều những vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp cho bạn hấp thu đầy đủ những dưỡng chất, cung cấp cho bạn một cái năng lượng tuyệt vời cho sức khỏe của mình. Đặc biệt để tăng cường hệ đề kháng cho cơ thể thì dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã khám phá cùng với Trang trong quả ổi hàm lượng vitamin C cực kỳ dồi dào gấp 4 lần so với quả cam. Vậy còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không bổ sung vào khẩu phần dinh dưỡng của mình? Nếu các bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.